Phước có tôi và phước không tôi. Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Fimi.vn. Nội dung được lấy từ kênh Facebook của Nghệ Classic và đã được sự đồng ý của tác giả. Tết năm nào, mẫu thân cũng dẫn tôi đi ba ngôi chùa ở chợ lớn. Tôi nhớ là từ năm tôi 4 đến 5 tuổi đã đi rồi. Nó như một truyền thống, nhưng đến tầm năm lớp 6 là tôi bắt đầu có những hoài nghi đầu tiên. Mẫu thân kêu làm gì thì tôi làm đó, còn soạn sẵn một đoạn cầu xin. Nào là ngày tháng năm sinh, ở đâu, tuổi con gì, rồi mấy cái chục cái gạch đầu dòng, nào là cho con học giỏi, cho con bình an, cho con đẹp trai, dài lắm. Mà tôi canh mẫu thân vừa nhắm mắt khấn là tôi giã bộ rào rào rồi đứng lên, nhưng đa phần là mới đọc xong cái tên tôi thì đã quên mất hôm đó ngày mấy rồi, còn mấy cái khấn cầu xin thì tôi chỉ khấn đúng cái đẹp trai. Có lần, tôi bảo mẫu thân, mẹ mẹ, sao người ta cũng có đĩa trái cây mà xin đủ thứ thế, vậy thì mấy ông Phật lỗ rồi. Với ai cũng khấn quá chừng, không biết trên đó có nhớ hết không. Hôm đó về, tôi bị phạt vì tội hỏi linh tinh. Đó là những ý niệm đầu tiên của tôi về nhân quả, vì tôi thấy mình tham, thời đấy bỏ thùng tiền được 3.000 đồng mà xin toàn đồ xịn. Mình cúng dường có 1 đồng mà toàn xin 1.000 đồng, đó là trái nhân quả, tôi không biết các bạn có nhận ra không. Sau ngày cúng ông táo xong thì mẫu thân thường hay chuẩn bị khoảng 10 phần quà, gồm những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, đường, muối, rồi kèm một ít tiền. Phát cho những người khó khăn quanh khu phố tôi sống. Mẫu thân hay vuốt đầu tôi nói, mình có dư tí thì nên chia sẻ, có phước thì chia sẻ cái phước đó, mẹ làm tất cả là để phước sau này cho con. Đó cũng là những ý niệm đầu tiên của tôi về chữ phước hay phúc. Tôi biết là cả mẫu thân và tôi đang làm việc thiện và đang lấy phước đổi phước để sau này có thêm phương tiện sống tốt hơn và tiện nghi hơn. Phước này tốt chứ, nhưng mãi đến tận sau này, tôi mới nhận ra phước này là phước có tôi, hay phước có ngã, hay phước hữu ngã. Hoặc gọi đúng từ là phước hữu lậu. Phước có tôi, nghĩa là tôi làm việc thiện, để có phước, để trao đổi sòng phẳng. Tôi cho bạn cái A để tôi nhận lại cái B trong tương lai. Chữ lậu là sự dò dỉ. Tiếp nối, còn vương lại, còn sót lại. Hiểu nhân quả đến đâu thì trí nó giới hạn đến đó. Người vô trí thì tất nhiên không thấy được nhân quả vận hành và cũng không phân biệt được thiện ác thế nào. Người hạ trí thì cho một mà cầu 10, khôn nhưng lại không khôn, vì nó trái nhân quả. Đã bỏ tí ác, làm thêm tí thiện, nhưng hiểu biết về nhân quả và thiện ác còn mập mờ. Người thượng trí thì cho một chỉ nhận lại đúng một, bỏ ác để làm thiện, để nhận phước. Lấy phước đổi phước, đúng nhân quả. Các bạn nào chịu tĩnh giác quan sát thì sẽ biết mình hay người khác thuộc nhóm nào trên đó. Kiểu mẫu thân nhà tôi là nhóm thứ ba, làm phước để được phước. Đến bây giờ, mẫu thân vẫn chăm đọc kinh để được về Tây Phương Cực Lạc. Phước có ngã, thật ra cũng quá tốt trong game đời này rồi. Vì khi các bạn bớt làm ác thì đã bớt gánh nặng rất nhiều cho bản thân mình và cả những người xung quanh. Nên việc người ta lấy phước đổi phước, đối với tôi, không thành vấn đề. Khá nhiều bạn hay kẹt ở ý niệm tâm không phân biệt, rồi lại hiểu lầm rằng thiện ác không khác, hoặc trong thiện có ác, hay trong ác có thiện. Đó là lý thuyết, chứ trên thực tế, nếu muốn thấy được tầng nghĩa sâu kín của không thiện không ác thì các bạn phải trải qua đủ nhiều và đủ lâu về cái phước hữu lậu trước đã. Phước không tôi chính là bỏ ác và bỏ cả thiện, không làm ác nữa, chỉ làm thiện nhưng không có người nào đang làm thiện. Các bạn cho hay giúp ai gì đó, nhưng không hề có ý niệm rằng làm thế để mình nhận phước lại. Hay nói cách khác, các bạn không xem nặng việc được đáp trả lại. Thấy người ta cần, mà mình có khả năng hay dư giả thì mình làm thôi, chứ không mong chờ ngày nhận lại cái mình gieo. Đó là phước vô lậu, hay phước không còn dò dỉ lại nữa, vì không có cái tôi nào đang làm để nhận phước lại. Phước nó vẫn chạy đúng theo nhân quả của nó nhưng các bạn không nặng. Đó là cái chỗ của tâm không phân biệt và không thấy mình đang làm thiện. Chứ không phải kiểu hiểu, thiện ác là một, rồi các bạn cứ đi làm ác là nhận quả mệt đấy. Hành trình nhận thức của một người nó đi theo từng bậc, nên chưa trải nghiệm đủ về phước hữu lậu thì chưa thể sống được với phước vô lậu. Người có đủ phước hữu lậu thì mới bắt đầu bước chân vào phước vô lậu, nên các bạn có muốn nhảy lớp nhanh cũng không được. Hoặc chưa đi tận cùng với cái bản ngã này thì các bạn chưa thể sống với cái tâm không ngã được đâu. Cái niềm tin rằng mình làm việc thiện để quay về nguồn, về vũ trụ, về chân ngã, về cái tổng thể là một, nó vẫn nằm trong khuôn khổ của phước hữu lậu. Chân ngã hay vô ngã đều là những cái ngã mới nhưng cao cấp hơn, vì nó có phước và trí tuệ nhiều hơn những cái ngã khác. Các bạn vừa nghe xong bài đọc Phước có tôi và phước không tôi. Bài đọc được thực hiện bởi kênh YouTube Tài chính Tâm An của Fimi.vn với nội dung lấy từ các bài viết trên trang Facebook Nghệ Classic. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các bài đọc tiếp theo.